Kể từ năm 1976, toàn bộ tử tù trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều được đưa về trường Bán Long Bình, quận 9 để thi hành án. Trong những tử tù ở trường Bán Long Bình, không thể nào không kể đến cái tên Nam Cam, ông trùm khét tiếng một thời. Trước đây, việc đưa xác tử tội ra khỏi trường Bán Long Bình dưới mọi hình thức đều bị cấm. Vì vậy, nạn trộm xác tử tội ít phổ biến. Vài năm trở lại đây, quy định trên được dỡ bỏ. Người thân của tử tội được phép trực tiếp lấy xác, hài cốt đưa về quê chôn cất hoặc thuê nhóm phu trường bán làm thay. Từ đó, ngoài việc bốc mộ thuê, nhóm phu còn sát cánh cùng các lực lượng chức năng địa phương giữ mộ tử tù, ngăn chặn những vụ trộm xác được thực hiện bởi các băng nhóm giang hồ. Nhớ lại đêm xác Nam Cam bị trộm khỏi trường bắn, 6 tiếng súng chát chúa vang lên giữa đêm đen đã trở thành giai thoại khiến phu trường bắn bây giờ kể lại vẫn lạnh gáy. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Đêm trộm xác Nam Cam và 6 tiếng súng chát chúa. Mấy chục năm hành nghề phu mộ ở trường bắn Long Bình, ông Ba Son đã tận tay chôn cất nhiều thi thể tử tù khét tiếng như trùm xã hội đen Nam Cam, các đại gia Phạm Huy Phước, Lê Hữu Cảnh, Trần Quang Vinh trong vụ án Tameco, Tăng Minh Phụng, Phạm Nhật Hồng trong vụ án Epco. Vì vậy, ông khá đắc mối do được người thân tử tù tin cậy thuê thực hiện những vụ trộm xác khỏi trường bắn. Ông Ba Son tâm sự, giờ trường bắn Long Bình đã được giải tỏa để phát triển dự án đô thị, ông mới dám hé lộ ra những kế hoạch trộm xác tử tù kinh thiên động địa mà chính ông là người đạo diễn. Đầu tiên phải kể đến vụ trộm xác ông trùm xã hội đen Trương Văn Cam, tức Nam Cam, và đồng bọn vào năm 2004. Cuối năm 2002, sau bao nhiêu năm thống lĩnh giang hồ, băng nhóm Nam Cam bị triệt phá. Đến năm 2004, Nam Cam cùng 4 đệ tử thân cận là Châu Phát Lai Em, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Minh Bù bị kết án tử hình. Ông Ba Son nhớ như in vụ xử bắn ông trùm xã hội đen và đám tay chân thân tín. Ông kể, trước đó vài ngày, phía trại giam có thông báo cho ông biết Nam Cam và đồng bọn sắp bị xử bắn ở trường bắn Long Bình để ông chuẩn bị an táng cho họ. Khoảng 5 giờ 10 phút sáng ngày 3 tháng 6 năm 2004, ông đang ngủ thì có người đến gọi ra trường bắn gấp để chôn cất xác Nam Cam và đồng bọn. Ông Ba Son vắt óc nghĩ mãi, vẫn không hiểu tại sao hôm nay Nam Cam và các đệ tử của y bị dừa cột sớm như vậy. Trên đường ra trường bắn, ông Ba Son kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra ở trường bắn Long Bình. Hàng trăm cảnh sát được trang bị vũ khí cùng xe đặc chủng đứng kín trên xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 9. Cách đó không xa là đám đông giang hồ mặc quần áo đen, chân đi giày đen, đeo kính đen, đứng đông nghẹt khiến giao thông những tuyến đường dọc xa lộ Hà Nội kẹt cứng. Ông Ba Son và những người hành nghề phu mộ trường bắn đến nơi pháp trường thì trời đã sáng hẳn. Ông tiến đến những chiếc cột đang trói chặt Nam Cam, Phạm Văn Minh, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh. Tất cả tử tù này đã bị xử bắn, thi thể vẫn còn ấm nóng. Hôm đó, sau khi thi hành án xong, xác Nam Cam và đồng bọn được các phu trường bắn khâm liệm, cúng bái và chôn cất. Sau khi đâu vào đó, tất cả ra về. Khoảng 2 giờ sau, một băng nhóm xuất hiện mang theo súng và giáo mát, đòi xông vào quật mộ để lấy xác. Khi nhóm đàn em của Nam Cam vừa cho xe tang vào trường bắn và dàn quân canh gác khu vực quật mộ, bất thình lình từ phía sau trường bắn có 6 phát súng nổ chát chúa, cảnh báo ai vào tiếp cận mộ sẽ bị bắn hạ. Thấy tình hình quá căng thẳng, nhóm đàn em của Nam Cam đành ra về, hẹn sau một tuần sẽ quay lại. Sau khi Nam Cam và đồng bọn bị xử bắn, hàng trăm cảnh sát vẫn túc trực canh giữ nghiêm ngặt quanh trường bắn Long Bình để đề phòng đàn em Nam Cam đến cướp xác. Một tuần sau khi lực lượng công an rút về, một toán giang hồ đột nhập vào trường bắn, nhưng vì thi thể Nam Cam đang trong quá trình phân hủy nên không lấy được. Chỉ tay về những hố sâu chỉ còn sót lại vài tấm gỗ tạp. Minh, một phu trường bắn cho biết, trong số những ngôi mộ này, một số đã bị cướp xác ngay từ hồi mới chôn lấp, hoặc chỉ còn mộ giả, hài cốt đã bị lấy đi từ lâu. Hầu hết xác các tử tù đều do đàn em hoặc người nhà lén lấy đi, rồi dựng mộ giả nhằm đánh lừa lực lượng canh giữ. Cũng có một số mộ bị trộm xác nhưng không rõ ai lấy. Nhiều khả năng do những băng nhóm đối đầu khi tử tội còn sống đã quật mộ để trả thù. Minh kể, ngoài vụ Nam Cam, hàng chục vụ cướp xác tử tù đã diễn ra
khiến các phù trường bắn đôi khi phải xả thân để giữ mộ tử tội. Nhiều cuộc đụng độ căng thẳng đến nghẹt thở, có lúc đe dọa đến tính mạng. Ông Ba Son và các phu trường bắn còn nhớ như in vụ bốc mộ Phước Tám Ngón Nguyễn Hữu Thành, một tội phạm giết người máu lạnh. Đám đàn em của Phước tìm đến, xin và đào mộ Phước đưa đi cải táng nhằm thể hiện tình nghĩa với đàn anh. Khi đào lên, tử thi đang trong giai đoạn thối rữa, bốc mùi khó chịu. Nhóm đàn em của Phước chịu không nổi, chạy xa và sau đó tìm đến nhóm phu Ba Son nhờ xử lý. Phước Tám Ngón là một tên giang hồ máu lạnh, giết người không chút gớm tay. Phước Tám Ngón tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1972, trong một gia đình nghèo khó ở Dĩ An, Thuận An, sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Dương. Từ thuở thơ bé, Phước đã là một đứa trẻ ngỗ ngược, khó bảo và thích cuộc sống lang thang phiêu bạt. Sở dĩ mọi người gọi hắn với biệt danh Tám Ngón là bởi bàn tay trái của hắn mất ngón tay cái và ngón trỏ. Đồn rằng khi mới 14-15 tuổi, vì bị mẹ la mắng do ham chơi, Phước đã kề tay lên miếng gỗ rồi vung dao chém lìa hai ngón tay đó. Mỗi lần dạt nhà đi bụi, để có tiền tiêu xài, đánh đu cùng đám con gái mắt xanh mỏ đỏ ở các hộp đêm tại Sài Gòn, Vũng Tàu, Biên Hòa. Phước cùng đám bạn du thủ du thực của mình đã gây ra hàng loạt những vụ trộm cướp. Sự tàn bạo máu lạnh của Phước và đồng bọn được đúc kết bằng một câu nói mà bất cứ ai nghe cũng sởn da gà: bắn trước cướp sau. Nhiều nạn nhân của băng nhóm này kể lại rằng khi gặp toán cướp, nhiều người đã quỳ lạy van xin, nhưng Phước vẫn lạnh lùng ra lệnh cho đồng bọn hoặc tự mình nổ súng. Những tội ác mà Phước Tám Ngón cùng đồng bọn gây ra, nên công an các tỉnh trên địa bàn mà băng nhóm này hoạt động đã khẩn trương khoanh vùng vây ráp. Thình lình xuất hiện gây án dã man rồi lặng mất tâm, nhưng chỉ hơn một năm sau, 1993, trước sự truy lùng ráo riết của công an, Phước đã bị bắt. Tháng 6 năm 1994, với những tội ác tày trời mà mình đã gây ra, Phước Tám Ngón bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình. Sở dĩ người ta cho rằng Phước Tám Ngón thiên là bởi y được chết hai lần. Có lẽ trong lịch sử tội phạm hình sự ở Việt Nam thì Phước là trường hợp hiếm có, bởi sau khi bị bắt, bị tuyên án tử hình, đang chờ ngày ra pháp trường thì y may mắn lẩn trốn được khỏi sự truy lùng của thần chết. Và cũng chính bởi điều này đã tạo cho Phước Tám Ngón một vị thế khác trên chiếu giang hồ. Cần phải nói rõ rằng, trại giam Chí Hòa, người Sài Gòn thường gọi là khám Chí Hòa, nơi Phước bị giam cầm chờ ngày ra trường bắn, có 3 tầng lầu. Trại giam từng được mệnh danh là lò bát quái, chỉ có đường vào chứ không có lối ra này. Từ khi được xây dựng tới nay, chỉ có 2 trường hợp tù nhân đào tẩu thành công và được coi là sự kiện hư hữu. Trường hợp thứ nhất là vào năm 1945, những người cộng sản đã lợi dụng sự kiện Nhật đảo chính Pháp để tổ chức cướp trại, tổ chức giải thoát cho tù chính trị bị giam cầm nơi đây. Trường hợp thứ hai xảy ra đúng 50 năm sau và người đã đào thoát khỏi lò bát quái này một cách ngoạn mục, không ai khác chính là Phước Tám Ngón. Tại Bãi Tha Ma, Tử Tù, Long Bình, so với những ngôi mộ nằm khuất sau tán cỏ tranh khác, thì mộ Phước Tám Ngón trông khang trang, bề thế nhất. Bia mộ được làm mới bằng đá hoa cương, ghi đầy đủ tên tuổi, năm sinh, năm mất. Theo những phu trường bắn ở đây, thì mộ phần đó không phải do người nhà Phước bỏ tiền xây dựng, mà do chính những người đã được y phát lộc cho trúng số đề trả ơn. Ông Ba Son nhận lời, làm nghề hút xác đã nhiều năm, vậy mà ông cũng lạnh xương sống khi chôn lấp lại mộ Phước Tám Ngón vì tử khí quá nặng. Các phù phải dùng vôi bột rắc xung quanh, xịt thuốc khử mùi, sau đó tỉ mẩn, ngồi xếp lại từng đốt xương của trùm giang hồ như cũ. Hiện ngôi mộ của Phước Tám Ngón vẫn được ông Ba Son và phu trường bắn lo hương khói. Chạm trán nảy lửa giữa các băng nhóm giang hồ ở trường bắn Long Bình. Nhóm phu trường bắn do ông Ba Son dẫn đầu đã từng trải qua nhiều cuộc chạm trán nảy lửa với các băng nhóm giang hồ khác đến trường bắn Long Bình để tranh giành địa bàn làm ăn. Trong đó đáng gờm nhất là băng nhóm ở phường Long Bình. Thấy kiếm ăn được, các băng nhóm từ Bình Phước, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh cũng kéo về. Mỗi lần như thế, đôi bên phải nói chuyện bằng đao kiếm, thậm chí súng đạn. Biết làm vậy là phạm luật, nhóm Ba Son gác kiếm, bỏ nghề phu một thời gian, nhường đất cho một số băng nhóm khác tiếp quản. Tuy nhiên, tất cả các băng nhóm đều lần lượt bỏ nghề,
vì chịu cực không nổi. Thế là nhóm phu của Ba Son trở lại. Sau quá trình làm việc ở Long Bình, nhóm phu trường bắn do ông Ba Son đứng đầu vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh bởi những vụ trộm xác. Thông thường, sau khi tử tù bị thi hành án, các đàn em và người thân lần lượt kéo đến để cướp xác về. Những lần như thế, các cuộc chạm trán lại xảy ra. Nhiều băng nhóm khác thấy công việc của ông Ba Son và các cộng sự dễ kiếm sống, nên đã không ít lần tới huyết chiến để giành giật địa bàn. Theo ông Ba Son, đã có hàng chục cuộc đụng độ lớn nhỏ giữa nhóm của ông và các băng nhóm giang hồ khác tại khu vực lân cận trường bắn. Ông Ba Son cho biết, trước đây sau khi thi hành án, xác tử tù được chôn và canh giữ tại trường bắn, chứ người nhà không có quyền đưa về. Điều này đã tạo công ăn việc làm cho các phu trường bắn như chúng tôi. Tuy vậy, cũng vì việc này mà một số anh em đã giải nghệ vì sợ đụng chạm. Là một trong những phu trường bắn gắn bó với trường bắn Long Bình, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là người đảm nhận việc chăm sóc cho những ngôi mộ tử tù trước khi trường bắn này ngừng hoạt động. Ông Ba Son với khuôn mặt hốc hác, làn da ngăm đen và mái tóc dài chấm vai của kẻ chịu nhiều sương gió đã kể về những ám ảnh và những câu chuyện không ngờ về cái nghề ai cũng cho là khiếp đảm này. Ông tên thật là Lữ Vân Sơn, quê gốc Bến Tre, xuất thân trong một gia đình khá giả. Ba Son có đầy đủ điều kiện ăn học, nhưng ông lại chọn làm thân võ biền. Những năm 1970, khi đã dành toàn bộ thời gian cho nghiệp võ, Ba Son nổi lên như một tên tuổi khắp các võ đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đó, những cú đấm như trời giáng hay cú ra chân phản đòn chớp nhoáng của ông mỗi khi thượng đài đã trở thành một thương hiệu. Năm 1980, trong một lần nghe người ta bàn tán, trường bắn Long Bình chuẩn bị xử bắn một tử tù mang các tội giết người, cướp tài sản. Ông Ba Son hiếu kỳ quyết đi xem một lần. Sáng hôm đó, lần đầu tiên trong đời ông mới được tận mắt chứng kiến một tử tù bị bịt mặt bằng vải đen, tay chân mang xích, được cảnh sát giải vào pháp trường y như phim. Lần coi xử bắn tử tù đầu tiên cứ ám ảnh trong đầu ông Ba Son cho đến tận bây giờ. Ông kể, sau loạt súng vang lên, thi thể của người tử tù này có điều gì đó kỳ lạ, đặc biệt đôi mắt mở trợn ngược, khiến nhiều phu trường bắn vừa nhìn đã bỏ chạy. Sau khi những người này rút đi, ông Ba Son mới đến tháo dây trói, đưa thi thể người tử tù xuống huyệt mộ, lấp đất mai táng. Thấy ông Ba Son là người có vẻ gan lì, nhiệt huyết với công việc, chính quyền địa phương sau đó mời ông ta gia nhập đội quân đào huyệt, chôn xác tử tù ở trường bắn Long Bình. Ông Ba Son trở thành ông trùm phu mộ trường bắn từ đó, cho đến khi trường bắn Long Bình ngưng tiếng súng. Ông Ba Son bảo, để làm được cái nghề hổng giống ai này, chúng tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng khổ nhất là bị người đời chê cười xa lánh. Tôi đến với nghề quái dị, phần vì muốn có công việc ổn định, nhưng hơn hết vẫn là sự cảm thông, chia sẻ với những người đã khuất, dù trước đó họ phải mang án tử và đã phải đền tội. Ông Ba Son bộc bạch rằng, trước đây đội của ông có khoảng 30 người chuyên đào huyệt và chôn cất thi thể tử tù, nhưng sau này chỉ còn 7 người trụ lại được. Ông là đầu tàu gánh vác tất cả mọi việc, từ chuẩn bị khâm liệm, thuốc thơm, quan tài đến việc an táng thi thể, tử tù mỗi khi trại giam thông báo về ngày xử bắn. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng, mà còn cần một tinh thần thép để đối mặt với những điều kinh hoàng và ám ảnh của trường bắn. Không chỉ dừng lại ở việc chôn cất, ông Ba Son và đồng nghiệp còn phải thường xuyên ngủ lại tại trường bắn để canh xác tử tù, đề phòng bị cướp. Ông kể rằng, không biết bao nhiêu lần ông đã phải mắc võng nằm ngủ một mình cạnh mộ của tử tù mới bị xử bắn ở trường bắn Long Bình để canh gác. Những đêm tối tăm lạnh lẽo ấy, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những hàng cây, càng làm tăng thêm sự rùng rợn của nơi này. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống những ngôi mộ vô danh, tạo ra những bóng đen u ám, khiến không gian trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ hết. Làm nghề phu mộ ở trường bắn, theo ông Ba Son, nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Phải có gan to bằng trời. Bởi công việc thì dễ sợ, nhưng thu nhập lại chẳng đáng là bao. Mỗi vụ xử bắn tử tù, cả đội chỉ nhận được chi phí an táng chừng 200 đến 300 ngàn đồng. Để sống được với nghề, nhiều khi đội phu mộ trường bắn phải làm những việc kinh dị theo yêu cầu của người thân tử tù. Ai mà không đau lòng khi nhìn người thân của mình bị xử bắn và nằm lại nơi nghĩa địa hoang vắng, không hương khói. Vì vậy, những gia đình tử tù thường tìm gặp ông Ba Son
để nhờ nhổ cỏ, xây mộ, thắp nhang. Ông kể rằng có nhiều người thân tử tù sẵn sàng bỏ ra cả triệu đồng để thuê nhóm của ông đào huyệt, đưa thi thể lên tắm rửa rồi chôn lại. Để có thêm thu nhập, ông và đồng nghiệp thường nhận lời và thường làm việc này vào lúc đêm khuya để không bị chính quyền địa phương hỏi han. Hơn 30 năm làm phu mộ ở Trường Bắn, một kỷ niệm đáng nhớ nhất với ông chính là lần nằm ngủ bên thi thể của một tử tù. Chuyện xảy ra hơn chục năm trước, hôm đó ông nhận lời với gia đình tử tù đào mộ trộm xác với giá 2 triệu đồng. Nửa đêm hôm đó, ông một mình ra Trường Bắn đào mộ, lấy thi thể tử tù đặt lên trên nền đất. Nhưng do không liên lạc được với gia đình tử tù, ông phải lót chiếu, nằm ngủ bên xác chết đến tận sáng sớm hôm sau mới có người nhà đến nhận thi thể. Tưởng chuyện đã xong, nhưng vụ trộm xác sau đó bị bại lộ, cơ quan chức năng yêu cầu ông tìm gặp gia đình tử tù để đưa thi thể trở lại Trường Bắn và mai táng theo đúng quy định. Ông Ba Son nói, đến giờ nghĩ lại vẫn còn nổi da gà, không hiểu tại sao hôm đó lại liều lĩnh đến vậy. Những ký ức về đêm đó, về cảm giác rùng rợn khi nằm cạnh xác tử tù vẫn còn ám ảnh ông mỗi khi nhớ lại. Ông kể rằng, trong bóng tối, những tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên đáng sợ. Tiếng côn trùng kêu rã rít, tiếng lá cây xào xạc trong gió. Tất cả như hòa quyện lại để tạo nên một không gian đầy ám ảnh. Những lúc ấy, ông chỉ biết nhắm mắt cầu mong trời mau sáng để thoát khỏi cái cảm giác rùng rợn đang bao trùm. Nhưng dù rùng rợn và đầy ám ảnh, công việc này cũng mang lại cho ông Ba Son nhiều trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống và cái chết. Ông hiểu rằng mỗi ngôi mộ vô danh kia đều chứa đựng một câu chuyện, một bi kịch của những con người từng sống và chết trong đau đớn. Và chính những trải nghiệm đó đã giúp ông trở nên kiên cường hơn, chấp nhận đối mặt với những điều kinh hoàng để làm tròn bổn phận của mình. Theo nhiều phu Trường Bắn, ông Ba Son là người có thâm niên nhất trong cái nghề xương máu này với thời gian hơn 30 năm. Lúc mới vào nghề, cứ mỗi lần chôn xác tử tù, ông Ba Son lại mất một tuần ngán cơm, đưa thức ăn lên miệng là chực ói, đêm ngủ phải cách ly vợ con. Khi mới thành lập, nhóm phu Trường Bắn Long Bình có khoảng 30 người. Sau vài năm hoạt động, quân số ngày một ít dần vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Hơn 30 năm theo nghề, ông Ba Son và các cộng sự vẫn không thể nhớ đã có bao nhiêu tử tù được họ chôn cất. Long Bình là một trong những trường bắn lớn nhất khu vực phía Nam. Kể từ năm 1976, toàn bộ tử tù trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều được đưa về đây để thi hành án. Thông thường, chôn một tử tù, nhóm phu Trường Bắn được trả công 250-300.000 đồng. Giờ đây, tuy đã giải nghệ, nhưng những khuôn mặt tử tù vẫn cứ ám ảnh tôi. Ông Ba Son cho biết, nghề phu Trường Bắn đã khiến ông Ba Son quen với lối sống chậm rãi, ít bon chen. Có thời gian ông không đảm nhận việc gội rửa và chôn xác tử thi mà chỉ chăm sóc các ngôi mộ. Hàng ngày ông Ba Son ra Trường Bắn để phát cỏ, lau bia và đắp lại những phần mộ bị gió thổi bay hết phần cát. Những ngôi mộ có phần bia bị mục nát cũng đã được ông thay bằng bia mới. Thậm chí ông và một số anh em trong nhóm đã góp tiền xây bia, khắc tên các tử tù để người nhà khi đến thì dễ dàng nhận ra. Khi biết Trường Bắn sắp giải tỏa, ông Ba Son ghi tên tuổi, địa chỉ của các tử tù còn nằm lại và tìm đến gia đình họ để thông báo. Ngày nào cũng vậy, phải giữ đức cho con cháu. Ông Ba Son bộc bạch. Trước đây, Trường Bắn Long Bình là một thung lũng hẻo lánh, không ai dám đến, ngoài những phu Trường Bắn như ông Ba Son. Sau khi nhà nước có quyết định thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc, thì nơi đây được rào kín. Hiện nay, khu vực Trường Bắn Long Bình đã được san bằng. Tất cả những ngôi mộ tử tù chôn cất tại đây từ năm 1976 đến nay lần lượt được chính quyền địa phương bốc dỡ và chuyển đến một nơi khác. Trở lại Trường Bắn vào những năm 2013, ông Ba Son chỉ tay về một mảnh đất đã được san phẳng và cho biết trước đây khu vực xung quanh Trường Bắn là những ụ đất cao quá đầu người. Tối đến nghe tiếng quạ kêu, không một bóng người qua lại. Cách đây vài tháng, các phu Trường Bắn được gọi đến nơi này để hốt hài cốt các tử tù. Hiện khu vực Trường Bắn Long Bình đang được một đơn vị đầu tư tiến hành san lấp mặt bằng để xây dựng dự án. Dự kiến trong vài năm tới, dự án sẽ được triển khai. Khu vực Trường Bắn ngày nào sẽ trở thành một khu đô thị sôi động. Xung quanh Trường Bắn, nhà dân đã bắt đầu mọc lên, khiến khu vực này bớt đi phần heo hút. Con đường dọc hai bên Trường Bắn bây giờ cũng đã được mở rộng và trải nhựa thênh thang. Theo ông Ba Son,
trước khi trường bắn được san bằng để xây dựng dự án, có khoảng vài ngàn ngôi mộ của các tử tù vẫn chưa được người nhà lấy về. Tất cả các ngôi mộ trên đã được ông và các bạn phu bốc lên, sau đó lau rửa sạch sẽ rồi bỏ vào hũ cốt. Hiện có một số được ghi tên và quê quán để sau này người nhà tới nhận. Đã có nhiều trường hợp đến tìm ông Ba Son để nhờ nhận diện hài cốt người thân và đưa về quê an táng, trong đó có nhiều người ở tận Hà Nội, Hải Phòng. Dù đã giả từ nghề này, nhưng ông Ba Son vẫn sẵn sàng giúp đỡ người thân của tử tù muốn lấy hài cốt về quê an táng. Ông nhắn nhủ, nếu có ai cần lấy hài cốt thì báo giúp. Dù tử tù có lầm lỗi đến đâu, thì đó cũng đã là quá khứ. Hãy bỏ qua để dưới suối vàng họ được yên lòng, ông Ba Son nói. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.